Hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử 62 bị cáo liên quan đến đường dây lô đề với số tiền giao dịch khoảng 2.000 tỷ đồng. Trong đó, 4 bị cáo gồm Nguyễn Thị Thủy Liên, sinh năm 1966, Dương Văn Quang sinh năm 1959, Quỳnh Sĩ Nguyên, sinh năm 1979 và Lương Kim Khá, sinh năm 1980, cùng trú tại thành phố Long Xuyên, bị truy tố cùng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Có 13 bị cáo bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc và 45 bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc. Theo cáo trạng tháng 5 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc của Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và La Thị Hồng Yến, thực hiện bằng hình thức mua lô đề, số đề ăn thua bằng tiền có quy mô lớn và nhiều đối tượng tham gia trên địa bàn tỉnh An Giang. Tiến hành kiểm tra xác minh ngày 5 tháng 6, công an tỉnh An Giang ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của 11 đối tượng có liên quan trên địa bàn thành phố Long Xuyên và các huyện Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới. Qua khám xét, công an đã thu giữ hai bộ máy đếm tiền, 3 camera ghi hình, 3 máy fax, 8 máy in, 27 máy tính, 126 điện thoại, nhiều phơi ghi lô đề, số đề, hơn 6,5 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản tan vật liên quan. Khi vụ án bị phát hiện, nhiều người tham gia đường dây đánh bạc lần lượt ra đầu thú. Dự kiến phiên tòa sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 10.